Rồi ok, mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang xem clip ở trên channel của mình. Và đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ qua, đó là một cái trang web về áo khoác của nam và nữ trên đây. Các chị bạn mà nào yêu thích mà mua sắm thì hãy lên đây nhé. Mình sẽ cập nhật ở từ các sàn thương mại điện tử về đây rất là nhiều những cái áo và đó là đang thịnh giò và đang hot nhất ở thời hiện tại. Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách làm sao để chúng ta làm được có video hướng dẫn 10 sản phẩm thì upload hay là 5 sản phẩm là tùy ha, tùy tất cả các anh chị bạn, tùy cái năng lực của chị bạn như sau. Và đây ví dụ là mình thì phạm của ví dụ là hai cái channel này, hai channel này mình thấy nó chuyên về review, còn không thì chúng ta sẽ tìm thì tìm như thế nào thì tất cả hãy xem theo mình nha. Đầu tiên mình sẽ vào một cái kênh, đây là một cái kênh YouTube mà phải nói là như là review. Đây ví dụ là áo khoác 4 mùa nữ này đấy, thì đây là những cái sản phẩm. Và để có được những sản phẩm này thì đương nhiên các chị bạn phải phải làm gì, chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản, đăng ký ha, đăng ký một tài khoản affiliate rồi đó là gì, đó là ACJ. Ở đây đây một cái thương mại điện tử ACJ, chút xíu mình sẽ đụng tới nó đó. Còn bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề tại mình đang nói sơ qua để tất cả các chị bạn nắm ha. Đây, và một cái clip mình làm chỉnh chu đẹp như thế này thì gồm những công đoạn như thế nào thì yên tâm hãy xem, và video này mình sẽ hướng dẫn các anh chị bạn làm chi tiết. Để làm một cái sản phẩm khác đi, ở đây sản phẩm mình làm rồi, bây giờ mình muốn làm cái tổng hợp in sport áo khoác hostile đó. Và cái sản phẩm này thì nó đang hot ở trên thị trường, và đây chúng ta ra một cái kênh YouTube, một ra youtube.com, rồi các anh chị bạn bét vào rồi cái, lúc này chúng ta sẽ tìm tìm coi cái gì nó đang thịnh hành nhất ở trên đây. Đây cái này là cái sự bỏ tiền ra chạy quảng cáo đó các bạn, thấy chưa? Đấy rồi đó, đây sớm review nè, rồi review review nè, thấy không? Đấy họ họ cũng bám nhau nhiều lắm. Đây tiểu mã nè đó, rồi ok. Một cái cách hay để mà lọc nữa là lọc xem những cái kênh nào mà họ đang làm hot nhất. Ví dụ mình tìm hôm nay đi. Đó, hôm nay coi có kênh nào không? Đó, 11 giờ trước đăng ở kênh 11 giờ trước đăng. Rồi, ở đây nè, thấy chưa? Thích review lót nè. 53 phút trước là 100 mười mấy người, thấy không? Tổng hợp sport quần áo phụ kiện nè. Đó. Đó, bạn thấy không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm thử cái clip này nha. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đó là chất lượng. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xem tiếp coi dưới đây là gì. Đây đây là những cái link quan trọng này nè. Wow, nhiều dữ vậy. 2 4 6 8 10 áo Barbie Post cũng khá nhiều sản phẩm đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều sản phẩm luôn. Mà clip này nhiều 8 phút thì đúng rồi, khá dài. Bạn coi bạn mua sắm là mệt mỏi luôn á, thấy không? Rồi bây giờ mình làm thử ha, ví dụ mình làm thử vài sản phẩm trước nè. Rồi với lại làm cái view clip này ha. Rồi đầu tiên công cụ mà để chúng ta tải cái view clip về á. Đó, đầu tiên chúng ta copy cái này đi. Hãy chất lượng cho Shopee nè. Xin chào luôn ha. Rồi về mình sửa sau. Không? Nguồn TikTok nè ha, đó. Đó, kênh này làm sale chuẩn nha. Rồi giờ mình sẽ bé xuống đây. Đây là sản phẩm form 1. Mô tả. Rồi để đây đi ha. Đó, để đây thôi, chúng ta chỉ cái việc là xử lý đường link này thôi, và xử lý như thế nào thì hãy gắn xem tiếp clip nha. Đầu tiên chúng ta là cái sơ chế trước, sơ chế thì các anh chị bạn sẽ dùng cái công thức cho mình ha, đổi hai chữ PP ha. Ngay cái chữ YouTube nhà đó thì ra đây. Đầu tiên chúng ta phải tải clip này về ha. Tải ở chế độ 720 được rồi. À, bỏ đi cái này quảng cáo. Đó, dễ bị nhầm lẫn ha. Rồi tải xuống nhanh lắm. Đó. Rồi trả về đi. Sao hai bên vậy?
một bên thôi. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng luôn nha. Rồi, cái bước tiếp theo thì để cho hạn chế luôn cả tính năng phần mềm này nọ đó, giờ các anh bạn bước thứ hai cho mình ha, nhé ha. Bước một á, bước một là hai chữ BB nha, BB để tải nè. Rồi bước hai, rồi bạn có phải có một cái tài khoản là Canva, Canva rồi giùm mình nha. Rồi từng bước nha. Rồi anh tải về chưa? Bởi mình ra mình xem nhé. Ở đây phải không? À, bị gì? Hay mình mới nhận được 3 chiếc hoodie màu xanh cây thông cực hợp cho Giáng sinh đây. Về cơ bản thì ba cái áo này từ form đến chất liệu nó đều. À, cái này là cái clip mình làm rồi, là clip này nè, 3 phút mấy. Còn này là clip gọi là gì đây, này là áo thuật da, mình chọn lại hết. Đó, thấy chưa? Ok. Tắm. Anh được người á. Anh này hài hước, coi này cũng vui, lâu lâu coi giải trí. Rồi. Ở đây này, hình như clip này đây. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng luôn nhé. Rồi, bây giờ sau khi có clip nè, các bạn có tài khoản Canva rồi. Các bạn sẽ gọi vô phần là video nha. Đó. Còn nếu không rõ video thì các bạn gõ cái phần này cho mình ha, YouTube thumbnail đó. Tại cái thằng này nó nặng, được chưa? Rồi này thì nó nhẹ, các bạn lít vô cái mới. Rồi ở đây thì các bạn sẽ tải lên ha, tải clip đó lên thì nó khá lâu á, thì cái giải pháp này dành cho các anh chị là gọi là gì ta, à, không 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 rành về, không rành về edit phần mềm, thì quá trình này mình chờ ha, chúng chờ vài phút á. Rồi giờ mình lấy mẫu mẫu này thử nè. Đó, sau khi đây mình tìm tới một cái thiết kế ha, đây cái mẫu nè. Các bạn sẽ chọn này là tấm ảnh. Thấy không? Đúng như đây không? Mình bỏ lên đây thôi. Nó chưa load lên ha. Mấy cái này là mấy cái phần làm bản tin. Bữa có cái vụ mà mới nhất á. Tắt đi, nhìn nó ghê quá. Làm tin tức thì được, còn này là những sản phẩm. Rồi video chưa chưa có là nó hiện ra đây rồi mà đang up lên đó. Không chưa xong, em phải chờ tại 8 phút nó dài quá. Rồi bây giờ mình nói sơ qua nha. Nếu bạn chọn video thì cái chế độ nó là 1080. Ở đây là những tấm ảnh. Được chưa? Mình kéo đi. Cho nhân bản cái đi. Rồi. Cái này là bản này nè. Đó, các bạn thấy rõ để thiết kế không?
Đây là tấm ảnh là mình chọn đây nè, element nè. Thì bạn gõ vô Chess Mod á, nó hiện ra này. Bạn kéo 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 trở về. Được chưa? Đây nè, nó là như vậy nè. Đó. Giờ anh kéo vô. Được chưa? Đầu tiên là tải clip lên trước nha. Rồi sau bên đây cũng y sĩ vậy. Bên đây thì mình kéo ngược lại vô đây. Còn những cái stick này thì các bạn tìm trên đây, bạn tìm Facebook này. Đó, có gì chuông hay gì làm tìm. Rồi like. Đó, mình làm lần nữa mình sử dụng lâu dài luôn. Đó, mình tìm cái nào giống giống mình nè, còn không nó nằm ở dưới á. Đó. Chưa? Mình trước tìm này nè. Cái trái tim này nó hơi khó tìm nè. Này nè, này nó là gì đây nè, bạn nhớ cái này nè, nhớ cái từ khóa này nè, follow host button nè, Facebook page nè, cứ gọi đúng cái từ khóa này là nó sẽ ra. Maybe later. Rồi nhưng mà đây ha, rồi có đó. Bây giờ thử qua cái build clip up lên nằm đâu rồi. Rồi giờ mình qua đây đi ha, giờ mình kéo qua. Kéo giãn nha. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng. 8 phút mấy nè ha. Các bạn có thể cắt bớt một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng. À, mình cắt bớt ngắn bớt đi ha. Hướng dẫn thì làm ngắn thôi. Nếu bạn làm cái này nó cỡ tầm Một hai chiếc ba áo phút hoodie cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bạn yêu cầu nhiều quá nên đây. rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ lên đây đó, mình sẽ bỏ qua nè, kéo dãn ra nè. Kéo vô đó, rồi một bên xong đó, các bạn sẽ nhân lớp cái này là được chưa, bằng cách nhấn phím Alt+Z, sau đó lên cái clip nè là chuyển nè, chuyển nè đó, ok chưa. Rồi Có khi là đó, bạn có thể chỉnh cái khung này cho nó bự ra tí. Đấy, khung review á. Rồi. Mình giãn ra xíu. Ở đây mình giãn ra tí. Đó. Bây giờ mình cho nó bao viền chút xíu này, bao viền tấm ảnh này. Các bạn vô cái phần gọi là edit image. Mình kéo xuống dưới cho nó cho nổi cái viền lên tí ha. Đây mình ở đây nè, cái rào này đó, thấy không, nó nổi cái viền gân lên nè. Rồi đó, thấy chưa. Chiếc áo hoodie đầu tiên tôi mua cho mùa đông năm nay chất siêu dày dặn. Đó, rất chi là đẹp. Rồi giờ mình kéo đây, kéo đây nè, lên sửa lại. Đang đứt vô nè, đứt đứt vô nè. À cái này là phải phải cái khúc đầu bạn phải làm lại cái khúc này nè, bạn tinh chỉnh như này. Đó, đó bạn cho vô nhỏ này. Đó, cho vậy là nó vừa để chờ để mình chèn cái khác. Xong này edit.
Edit xong rồi mình sẽ kéo xuống đây nè. Shadow. Delete background. Đó, thấy chưa? Bên đây nó nhiều quá. Nó bị là mình chỉnh như ban đầu lại không được rồi. Bỏ đi. Nhân bản này qua đây. Rồi. Flip. Rồi, rồi qua đây luôn. Ok. Rồi. Rồi, ok. Đó, sau khi đẹp ở đó giờ mình sẽ thêm cái này. Các bạn có thể cho nó xuống màu xíu, cho nó nhã xíu cho nó đỡ nặng mắt các người xem đó, không? Đó, cái này lên nó đậm quá, đậm nặng mắt lắm. Rồi tiếp đến mình gắn thêm cái chuông đó, gần Giáng sinh ha, đó thấy chưa? Rồi bên đây thì cho ông già Noel luôn đó. Già Noel dụ bạn mua sắm á đó. Đó bây giờ chúng ta đã tạo xong rồi, giờ mình sẽ xuất đúng không? Luôn cả mặt trước và mặt Thôi sau. cái này mình để full luôn đi. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bạn yêu cầu nhiều quá nên. Rồi giờ như vậy là mình xuất ra thôi. Xuất ra mình sẽ có một cái sản phẩm rồi đúng không bạn? Nếu mà bạn có logo á, logo của bạn thì bạn up lên. Ở đây mình chọn cái logo rồi. Cái logo mình up lên nó mục tiêu rồi. Sale. Rồi, mình sẽ up lên lại. Ở đây mình có cái logo. Không phải. Ở đây, rộng. Blue, rộng. Rộng 200 nhân 200, rộng. Đó. Rồi, up lên. Đó làm tiêu thị của bạn. Rồi các bạn muốn chỉnh thêm cái animal là gì? Đó. Đó. Rồi. Và bây giờ tiếp theo là gì? Mình xuất. À, rồi thêm một cái khâu này nữa nè, khâu quan trọng. Trước khi mình xuất, mình muốn thêm một bài nhạc. Thì đây mình sẽ ở đây ha, đây nè, mình nên khuyên là nhạc mình tải lên đi. Mình sẽ tải lên một cái bài nhạc Super Gym. Cái nhạc này nó dễ. Up lên nè. Để mình coi nhạc nào nghe. Có khả năng
Đó, những bản tin ha. Cái này được. Đó, xong bạn cho đây. Các bạn có thể chỉnh cái volume nó nhỏ xuống. Đó, cho nó đi cùng lại clip. Bên đây có khi là chiếc áo hoodie đầu tiên tôi mua cho mùa đông năm nay, chất siêu dày dặn luôn. Bạn đợi xíu nó đang load. Đó, mình cho nó 14 đi để cho nó. À đó, giờ mình xuất luôn à, có nghĩa là vừa có tiếng vừa có nền. Đích cho đây một cái thôi, đinh. Và mình sẽ lưu xuống lại 14. Rồi, hôm nay mình sẽ chờ một tí là các bạn sẽ có được một cái sản phẩm. Nhưng mà cái mẹo là đa số bạn làm bên cái clip cái này nó sẽ lâu hơn, tại vì nó là 1080 nhưng cho 1920 1080 thì nó lớn hơn, nó xuất lâu hơn. Còn bên đây á, thì 720 thì nó sẽ nhanh hơn, nó rơi tầm cỡ 5-7 phút gì là chúng ta có một clip. Clip hôm nay chắc cũng hên xui nha, tùy đường truyền mạng nhà bạn có mạnh hay không. Thì thiết kế vậy thì chúng ta không có cần dùng qua một cái phần mềm ứng dụng gì cả, được chưa? Đấy, như thế đó chúng ta chuẩn bị có một sản phẩm rồi. Sau khi nó để ở đây ha, giờ tới khâu mà mình chờ này đó, trong khi chờ nó xuất bản thì mình phải qua làm cái khâu tiếp theo. À, khâu quan trọng này nè, khâu mà hái ra tiền này, đây này, này. Khâu này đó quan trọng này ha. Giờ xem nha, giờ cái link này đúng không, rồi link hoodie này, rồi mình copy. Các bạn phải đăng ký một cái tài khoản affiliate rồi nha. Ở đây ở đó chỉ bạn click vào phần công cụ và vô phần là Rodestin. Rồi để nó không có lộn xộn với những cái tab nè, mình chỉ cho bạn mở một cái trình duyệt web ứng danh lên ha. Vô đây nè, đây nè, new incomplete nè, control shift s hay n ra này, mình paste nó lên, enter cái đi. Rồi ok, sau đó là các bạn bỏ cái từ UTM đi, rồi bạn gọi lại. Đó, nó vẫn ra cái shop này đúng không? Rồi lấy cái này, lấy Shopee, lại cái đường link này. Rồi các bạn bỏ vào, trở về đây nè, bỏ vô trong này. Bạn tích vào rồi đích link. Rồi sau đó mình paste vô đây một cái, được chưa? Rồi các bạn click vô tạo link nè. Ở đây nè, mình gõ vô là mình đang làm về thương hiệu gì, đó là Shopee, phải chọn cái này nha. Rồi sau đó các anh chị bạn tạo link. Rồi nó có một cái hay nữa là UTM đó, mình có thể mình đăng lên đâu, mình thiệu mình đăng lên Facebook để mình điền là Facebook. Rồi ở đây web, rồi YouTube, rồi Zalo. Đó, bạn có đăng đi đâu thì các bạn điền vô. Những mạng xã hội cơ bản này là chắc là phải phải sử dụng rồi đó, đúng không? Đó, để đây để hồi mình copy qua cho nó dễ. Rồi sau đó mình tiến hành là tạo này. Sau khi tạo bạn thấy không, đây nè, hai bài chấm hỏi nè, đúng không? Rồi nó ra đường link cho mình. Mình copy đường link này vô đâu, về lại cái chỗ ban đầu đó, bạn paste vô, được chưa? Đó, một cái. Rồi qua cái thứ hai cũng bị xì vậy, bét. Bạn bỏ từ chỗ chấm hỏi đi, enter lại một cái. Đó, thấy nó ra shop này mới đúng nha. Rồi các bạn sẽ bỏ ở đâu, bỏ vô đây. Và lần này á thì các anh chị bạn phải copy này,
Mình copy để dưới đây luôn đi. Để trên này đi ha, cho dễ làm. Đó, mỗi lần copy mình điền vô thôi. Điền vô đây nè. Cái này là ít ai biết nha. Tại cái UTM suột này đó, đôi khi nó sẽ nhận diện. Thấy không? Tạo nè. Là đường link mới hay chưa? Rồi chúng ta copy. Rồi, có link thứ hai đây nè. Đừng để lộn nha. Rồi để kiểm tra nè, bạn có thể copy cái đường link affiliate của bạn nè. Rồi bạn lên đây, bạn mở lên đó, thấy chưa? Bây giờ nó có nè, ha, thấy chưa? Đó, nó dạng lòn, thấy không? Affiliate nè, UTM của bạn nè, sụt lên, ha, đó. Rồi thêm một cái hay nữa nè, các bạn tini URL. Rồi bạn rút gọn link thêm cái nữa cho mình đó, cho nó đẹp đẹp đường link lên đó. Đây copy chúng ta bỏ đây đó, thấy chưa? Được chưa? Rồi giờ cái làm thêm cái nào, làm thêm cái mẫu nữa ha. Rồi giờ mở lên xong thì bạn xóa bớt đi nha. Đấy, enter, cái này là của người ta. Rồi mình bỏ của người ta đi. Rồi, đó, nó phải ra được cái shop. Đấy. Sau đó bạn sẽ qua đây. Y sẽ dạy hiệu 10 link thì chúng ta làm 10 link. Thấy không? Làm lần là sử dụng ăn lâu dài. Đúng không? Đấy. Thì chịu khó mình làm, ngày mình cỡ một bài post cũng được, hai bài post cũng được. Đó. Bạn cho mất nửa tiếng. Mỗi tiếng làm nội dung. Rồi copy đâu? À đây mình để ra, để hờ đây đi ha. Rồi xong, đây là cái thứ ba này. Bạn làm sao bạn lên rút gọn luôn ha. Refresh lại. Sau khi tạo xong thì bạn nhớ refresh app lại. Rồi, copy luôn, bỏ vô. Ở đây. Đó. Được 3 link này ha. Giờ tới link 59k. Tới link này là bạn phải làm nhanh hơn nữa. Nhanh lên. Đó, bỏ đi. Rồi, enter. Sau ra đường link này, kéo xuống. Kéo xuống thì mình vào bên đây. Rồi đích link, paste vô. Paste vô làm gì nữa? Paste vô mình copy mấy cái UTM này, bỏ vô, tạo ra đường link mới, copy. Copy đâu? Copy rồi mình bỏ vô đây đi. Rồi, bỏ đây muốn sử dụng nhiều việc lắm. Rồi, sau đó làm gì nữa? Mình lên rút lọn link luôn. Rồi, refresh lại cái. Rồi, xong. Mất. Rồi tiếp đến copy bỏ vô. Đó, 4 link. Rồi, cái này cái cuối nha. Để mình qua mình xem coi cái clip này tải xong gần số chưa. Đó. Mình các bạn mà làm 10 link xong thì có nghĩa là mình đã có một cái clip và tiến hành đăng lên YouTube cho mất 10 phút làm SEO này nọ nữa, thấy không? Là chúng ta đã hoàn thành một cái sản phẩm affiliate rất là thông minh, các bạn gọi là thông minh đi, đúng không? Mượn lực để trợ lực nữa. Rồi y sĩ bát vô ra này, xóa UTM này đi, rồi control C bát ra được shop, copy lại cái này qua bên đây mình rút link rút gọn bạn lên sản phẩm để có hoa hồng. Thì tiếp đến chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bét vào đây UTM sụt rồi, đến đây tạo dùm mình cái này. Sau khi có rồi mình lại copy về đâu? Copy về đây để dành, copy về kho. Mỗi bạn có cái file quản lý nữa, này mình đang hướng dẫn làm nhanh ha. Bạn nên tạo ra cho bạn một cái file Excel để mình quản lý dòng sản phẩm cũng được,
Nào. Rồi. Rồi. Sau đó thay luôn sản phẩm thứ năm. Đó, thấy chưa? Mới có 2 phút 30 là đã có 5 sản phẩm rồi, thấy chưa? Thấy ghê không? Giờ qua tới sản phẩm là nai trắng full box nè. Làm luôn. Trong khi mình chờ bên kia thì mình làm bên đây. Đấy. Một công việc cũng như bao nhiêu người khi lên công ty ngồi làm thì có những nhiệm vụ thì họ cũng phải làm như thế này. Còn nếu mà không có công cụ auto thì phải cực chút xíu. Đúng không? Đấy. Công ty thì cũng vậy thôi. Ví dụ một mình làm gì mà có 10 người làm giống như mình nữa là sao? Đấy, cái dòng sản phẩm mình nó lại phải hút hơn. Tại sao? Có nhân lực. Đúng không? Rồi. Copy. Paste vô luôn. Đây, màu trắng. Bạn có thể để xen lẫn nhau cũng được ha. Rồi, mình làm cho nhanh đi. Clip này làm cho nhanh đi. Còn bạn làm kỹ thì nhớ phải rút gọn qua mấy đường link này ha. Để cho đỡ bị spam. Rồi. Ok, show. Đồ đẹp nhé. Mấy cái pha này đồ nhìn nó bắt mắt ghê. Nó khoác đẹp ghê. Rồi. Tiếp đâu? Bỏ vô. Rồi, sau khi đổi rồi. Tiếp tục kéo xuống. Đó đây. Rồi, tiếp. Phẩm tiếp theo. Làm cái nữa thôi, mình qua coi video nó tải xuống chưa nha. Theo kinh nghiệm của mình thì nó chưa tải xuống. Tải xuống nó sẽ hiện lên, các bạn thấy liền à. Rồi. Tiếp đến nha. Facebook sổ tạo. Copy. Copy nhớ, copy cẩn thận nha. Rồi, sót 79k tới 149k. Nhiêu link nhiêu em? 2 4 6 8 10. 10 sản phẩm nữa các bạn. Các bạn nếu muốn 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 là của mình thì các bạn chịu khó làm. Còn nếu muốn chia sẻ cho người ta thì cứ để link đó. Đúng không? Nếu muốn chia sẻ với hoa hồng cho cái người người ta thì cứ để của người ta. Đấy, còn nếu mà của mình thì mình muốn ăn chọn thì phải chịu khó ngồi làm. Đấy, đơn giản là vậy. Rồi. Bạn khỏi này luôn đi cũng được. Làm cho nhanh đi. Chỉ mấy sản phẩm đầu thôi, mấy sản phẩm về sau thì cứ tranh thủ làm nhanh thôi. 5-7 sản phẩm, còn mấy cái này về sau thì mình cứ làm phà cho nhanh. Còn không thôi là mình sẽ rồi. Rồi, tạo. Giờ mình thử lấy cái đường link này thử nha. Rồi, khoan nè. Giờ mình test và thử một cái cách 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 tiếp theo. Cách này cách kỹ lưỡng nha. Nó cách này cách kỹ lưỡng nhất nha. Rồi, mình để như vậy ha. Nó coi này, UM user. Ở đây đúng không? Comment số phải lấy rồi. Bây giờ mình lấy thẳng cái đường sụt đó luôn, mình vào đây mình rút gọn thử luôn, rút gọn là thành của mình á. Này bỏ đây cái này mình chơi cái chiêu này đi cho chắc. Đó,
Hoàn tạo. À nó không. 52 hả? Đúng không? À đúng rồi, 52. Nó nhận diện được nè. Rồi các bạn thử copy qua đây. Bạn thử lại coi. SJ. Bên này nó khác nữa không? Bên đây nè. Không. Bên này nó lại sụt khác ha. Rồi. Nếu mà được thì các bạn sẽ làm theo cái cách 2. Cách 2 là như thế này nha. Để đỡ tốn thời gian các bạn á. À. Thì tới bước bot bot này rồi đúng không? Giờ còn cái này nè. Từ 149 này ha. Các bạn copy hẳn đây luôn. Đây nè, copy hẳn luôn. 149. Xịn sò ở đây rồi. Bạn copy xuống đây gọi là mà bạn copy xuống đây đi để bạn bỏ hết mấy này mình đó khoan khoan khoan. Có những cái chỗ là bạn kiểm tra lại sót sót này nè, từ đây thôi, từ cái SHB này, cái này là đường link của Shopee, muốn mình sẽ giải thích sau. Cái đó là họ làm với lại Shopee từ 124k nè. Cứ nhớ nha, từ 124k được rồi. Để mình làm hàng loạt luôn. Và cái này nó hơi mạo hiểm nha. Hơi mạo hiểm là sao? Họ mình bỏ lung tung á. Lung tung là nó có cái tính năng này nè. Mình nói cái cách hai này nó cũng được mà nó có sự rủi ro nha. Đầu tiên mình đã không biết được cái ID của nó là gì rồi đúng không? Đây. Mình có thể qua đây mình rút rút gọn hàng loạt cũng được đó, mình bỏ hàng loạt mình tạo một phát một nó ra hết, nhưng mà đôi khi mấy cái đường link này nó nhảy lộn xộn nha. Đợt mình có làm thử nó nhảy lộn xộn á thì hơi khó, còn không thì bạn chịu khó là tạo đổi nè. Không nhận diện ra này. Thấy không? Nãy nó cho nhận diện mà. Thấy cách này là an toàn nhất các bạn. Cái mà nó phải hiện ra được hay đi. Đó, thấy an toàn nhất. Bị phép tay. Bị đơ trang à. Đó. Bạn làm quá nó bị đơ đó. Giờ thử hết luôn này nha. Thử hết luôn này. Đó. Tạo coi. Không cho. Không có nhận diện được cái link này các bạn ơi. Nó phải nhận diện được cái ID. Nói gì cái kia vẫn nhận diện ra được là cũng rất là hay. Tôi nói chung là ăn chắc mặc bền đi bạn ơi, làm kỹ đi. Chỉ tuyệt chiêu xong cái hồi cũng phải làm lại cách một cách an toàn nhất.
Nào. Đấy. Rồi thôi, nên đây copy luôn. 100 mấy thôi. Trăm hai bốn này. Rồi 148 là cái hai. Phải khuyến khích các bạn không nên làm cách 2 nha. Chúng ta chỉ nên làm cách 1 thôi. Vì bảo đảm túi tiền túi tiền ổn định ha. Làm cách này là an toàn nhất. C1 94 nào nhỉ? Đó bạn thấy không, bị lộn thấy không, nhiều quá hồi mình bị quán mắt á. Chưa rút gọn. Thấy đây là có 94 thì mới đúng. Rồi còn 4 cái nữa. 82. Copy. Rồi. Không năm. Rồi hai cái cuối. Quá trời sản phẩm luôn. Clip 8 phút bạn thấy không? Mười mấy sản phẩm. Mấy bạn nữ xem lựa chọn đã luôn. Có nhiều bạn một ngày làm một sản phẩm thôi đã khó rồi đúng không? Này các bạn làm lần lên tới mười mấy sản phẩm luôn. Đấy, đấy, áo không? Đẹp không? Trăm bốn mấy ngàn. Hợp túi tiền là hợp túi tiền 99. Rồi cái cuối. Rồi copy cái này. Bỏ qua. Tạo. Xong. Ok. Giờ mình sẽ gọi là biến tấu lại xíu này. Nào, mấy cái icon này của ta nữa không, giờ bạn làm sao cho nó lạ đi xíu. Thì đây mình có cái bộ gọi là người ta gọi là đây mô tả hay cái gì đây đó. Giờ mình đổi lại mấy thành dấu chấm nè, cái này đi. Cái này được sử dụng nè. Đó, giờ mình biến tấu lại thành của mình nè. Đó, trái tim ha. Quật thuyền bên này. Đấy. Cho là đợi xíu luôn.
Đó. Gửi mấy sản phẩm luôn các bạn. Copy paste đi. Rồi. Đó. Đó, nên mua rồi nguồn video. Nguồn video TikTok trên TikTok đó, mình thêm vô cho khác lạ ta. Rồi email bạn là gì mình điền vô à, thích review không à, đây là review áo khoác nam nữ đó. Rồi cảm ơn bạn nè, review áo khoác nam nữ đó, xong copy này bỏ lên mô tả lại nè. Đó. Bạn cho lên đây rồi nè. Xin chào. À, xin chào. Để cho chỗ này đi. Để tất cả người kịch của mình tổng hợp clip review. À, review thì review gì? Áo khoác. Áo khoác nè. Rồi. À, thời trang nam nữ đó ha, bốn mùa đấy, inbox những món hàng chất lượng đó mình làm, mình hút sử dụng luôn. Rồi qua bên đây tiếp tục đấy, ấn định của thánh chỉ rồi, hai cái đi đó cho nó khác lại liền, xong rồi copy hết luôn à, đó đầy đủ hết đồ chơi đó. Đó xong cái mô tả ha, mình sẽ ngắt đi, ngắt cái đầu này để cho biết là cái đầu ngắt mô tả ha. Đó này cái nữa nè, đó bán hàng như không bán là có thật thế không ạ. Rồi bây giờ qua đây xem tổng tải xuống chưa, trời ơi mừng quá, tải xuống luôn rồi, ra coi có chưa. À, đâu 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 đây không, ở đây không, đây 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 cái này có chung nè. Một chiếc áo hoodie cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bạn yêu cầu nhiều quá nên đây có khi là chiếc áo hoodie đầu tiên tôi mua cho mùa đông năm nay. Chất siêu dày dặn luôn. Cả mặt trước và mặt Đó. sau thì đều được in tên của brand á. Phần mũ cũng vô cùng rộng. Rồi giờ tiến hành mình up lên luôn nè, giờ anh sẽ up lên kênh luôn ha. À, qua đây đi, tải lên. Và bạn coi cái này là gì, tổng hợp inbox phụ kiện đẹp nhất giá rẻ, quần áo phụ kiện đẹp nhất. Rồi bạn sale cái một cái tiêu đề một cái luôn ha. Ở đây nè các bạn ơi, làm theo nhé. Rồi cái tiêu đề nè, Shopee. Rồi, Shopee thăng gì các bạn, có một cái đi, ví dụ là Shopee áo khoác bốn mùa đó. Rồi tổng hợp gì này, đưa cho thăng 2 đi ha, thăng 2 tổng hợp eSport quần áo phụ kiện đẹp chất lượng giá rẻ trên Shopee. Quần áo phụ kiện đẹp, thêm chữ độc độc đáo đẹp. Đẹp hấp dẫn đó, giật tít lên bạn à, hấp dẫn
chất lượng giá rẻ trên Shopee. Quất cái này vô cái tiêu đề của bạn luôn ha. Tải lên chưa ta? Đây mình tải lên nè. Rồi anh chọn vô cái clip nãy đâu, clip 02 đây, bát nó vô rồi, chịu khó sale thô xíu nè, lít chuột phải nè, property đi theo bát nó vô, bát nó vô rồi, tiếp tục apply ok rồi, tiếp theo là gì nữa? Rồi tới đây nó kêu mình sale ra làm sale luôn rồi, copy lại cái đi 102 đúng không? Đó, bỏ bớt cái này đi. Rồi. Bỏ bớt cái này luôn. Đó, giờ là đủ rồi. Nên mình cho gạch đứng cái đi. Rồi. Rồi, áo khoác đi được rồi ha. Đó. Bạn quất cho mình luôn cái con này đó, này cái ngách đó các bạn thấy không, tổng hợp nhất không Shopee rồi, bắt vô đây một cái nè, rồi tới công chuyện luôn, mình bắt vô lại đây nè. Chất của mình nè, thấy không? Cái này ở dưới nè, suy nghĩ nè, còn cái trên này phải thay đổi nè, thấy không? Ở đời người khó nói các bạn, thấy không? Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà lúc làm lại khác, lên nó bị này bị kia phải chỉnh sửa lại, ha. Đó là điều đương nhiên. Rồi, giờ tới phần mô tả này. Cái phần mà gọi là giúp cho bạn có được những đồng tiền từ affiliate nè. Đó, giật ngang mấy cái đi ha. Rồi, bát vô. Trời nó dài quá, đó thấy chưa, nó đẹp lên liền đúng không, đẹp hẳn lên luôn. Rồi xong tiếp thì cũng có một vài dòng giới thiệu sàn của mình nè, thấy không, rồi tiếp tục tìm cái ảnh nhỏ nè, dễ thôi, ở đây đây là nó mảnh đấy các bạn, bạn cho nó quay đi cả mặt trước và mặt sau thì đều được in tên rồi, của quá brand trình á, nha phần bạn, mũ cũng vô cùng rộng rãi tải thoải mái xuống cho các bạn nhé, chất nỉ trần bông cho rồi mùa mùa đông là siêu ấm áp. Áo này cực kỳ thích hợp cho rồi mấy bà thích mặc đôi với người yêu, bởi vì form rộng rãi tôi mặc size mờ mà nó còn quá mông luôn rồi, nói chung quá là ok đúng không các bạn, rộng rãi tôi mặc size mờ mà nó còn qua mông luôn rồi, nói chung quá là ok đúng không các bạn. đó rồi tải xuống cái cho chạy tiếp đi. Cái này là gì đây? Copy. À không, không ở đây. Một chiếc áo các bà nên có trong tủ đồ. Đây là một em áo polo, chất nỉ ngoại khá là mềm mại và dày dặn, chỗ in tạm ổn. Kiểu thứ nhất các bà có thể phối với chân váy như tôi, kiểu trẻ trung mà vẫn nữ tính ấy. Kiểu chân số váy 2 như có thể tôi, phối với quần kiểu trẻ jogger trung mà hoặc vẫn với nữ quần tính jean ấy. ống rộng, Kiểu số hôm 5 nào độc có thể lắm phối với luôn. quần jogger hoặc với Lần quần đầu jean tiên ống tôi rộng. móc quần jogger. Rồi thử coi nó có chụp cái rồi. Anh xem thử nha. Đó, thấy chưa? Rồi, chỉ với bạn thêm cái hay nữa nè. Sau khi nhiều cách lắm bạn ơi, đây nè. Mình sẽ up lên nè, mình muốn thêm chữ gì, up cái tấm ảnh nãy vừa mới tạo xong nè. À, ở đây đi đúng không? Up lên. Nhanh thôi. Kéo dạng lên.
Giao dạng hết khung. Rồi. Đây các bạn thêm chữ vô. À đây đây mình sẽ là gì? Đây, xem nè, rất là hay ha. Review. Áo khoác. Rồi, bạn thêm vô cho chữ gì đây? Chữ đỏ đi. Rồi, chỉnh sửa nè. Thêm cái viền dưới nè. Đỏ. Đỏ xanh nữa đây. Rồi, kéo lên. Đó, cây thông Noel. Đây bạn, cho nó xuống. Đó, cho bự lên. Đó, xong tải xuống. Tải tải PNG nha. PNG mình chọn cái mức độ là mức độ 2. Lên, tải xuống. Rồi, sau khi nó tải xuống rồi thì mình qua đây. Xem clip up lên xong chưa. Đã kiểm tra xong không phát hiện vấn đề hết. Là ok, quá good rồi. Đấy. Từ từ, sau đó bạn sẽ làm sale cái nha. Đây. F2. Rồi. Xem coi đuôi gì, đuôi PNG rồi thôi, cứ vậy đi. Ha. Cứ cơ bản là mình cứ phải làm được như vậy trước thôi, còn về sau những cái chuyên sâu nữa thì mình hãy tính tiếp. Đầu tiên là mình cứ lo tập trung mình bán hàng ha, đó cứ làm thế bán hàng. Một chiếc áo. Đó, giờ chuẩn bị tiếp theo. Đó. Đó, cái đặt công chiếu luôn. Tới công chuyện luôn. Xong. Đó, vậy là chuẩn bị có sản phẩm thứ hai, thấy không? Xong các bạn lấy link này. Bạn đi chia sẻ cho bạn bè hay là mạng xã hội đó. Ai thích mua sắm gì thì cứ việc mua sắm. Rồi, bạn xem thử nha, sản phẩm thứ hai của mình. Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Shopee áo khoác tổng hợp Inspot có nghĩa là tập hợp á, quần áo quần kiện đẹp nhất hấp dẫn ha, chất lượng giá rẻ trên Shopee đó, vô đây đó, ai mua gì cứ vô những link này đó, tiền đó, tiền của bạn đó, thấy chưa? Thay vì bạn làm một sản phẩm đúng không, còn cái clip này là mình hướng dẫn cho bạn làm một đống sản phẩm luôn, thấy chưa? Rất kinh khủng không đấy. Áo khoác nam nữ 4 mùa nè. Thêm này vô nữa được không? 96 không đủ rồi. Để mình cho vô trong cái này đi. Đó. Được chưa? Rồi. Xem thêm nhiều tại đây. Mình cho lên đầu nè. Đó. Cái này là cái gọi là. Cái này là cái bí quyết nè. Xem thêm nhiều. Xem thêm nhiều. Áo khoác. Rồi. Cái này là bạn gì biết gì không? Cái này là cái link website đó. Đây nè, website gì đây nè. Nếu bạn có website nữa thì đó, cái lợi thế của các bạn thôi đúng không, còn không thì cứ làm cái kia đó, thấy chưa? Website áo khoác đúng không, vô đó chọn mua xem có giống Shopee không. Đây áo khoác gió nam nè, 295 yên nè, rồi mở xuống nè, thấy chưa? Thấy y hệt không, y hệt Shopee khác đâu. Rồi sau đó ai mua thì lít vô thì cũng y hệt như cái link hồi nãy. Được chưa? Đẹp không? Thấy thiết kế đẹp không? Đẹp chị hãy comment bên dưới nè.
Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn cho các anh chị bạn nguyên một cái chuỗi dài của cái phần rất là kinh khủng này ha. Đó là cách làm sao để chúng ta làm video 10 sản phẩm này, trên 10 sản phẩm gọi là review, re-upload YouTube. Mình phải nói rõ như vậy nha. Re-upload nghĩa là mình mượn của người khác về mình biến tấu lại, nó lại thành là gọi là thành bán content, tại mình thiết kế lại nó gọi là bán content, hay còn gọi là bán content. Bán content là mượn lại clip của tao mình tái chế lại thành của mình, còn bán content. Còn cái re-upload có nghĩa là lấy về rồi up lên. Cái này thì sống không lâu, nhưng mà nếu bán hàng qua cái phần là bán content, bán hàng này á, thấy không, sale này nè, thì ok, ngon nha. Còn cái lấy về up lên luôn này mình không khuyến khích các bạn nha. Cái này thì bạn làm như thế này không chuẩn á, thì YouTube nó sẽ đánh chết kênh các bạn, thì cái đó do các bạn làm sai thôi nhé. Còn mình hướng dẫn sao bạn làm theo mình vậy thì các bạn có được một cái gọi là cái bề dày để làm kiếm tiền online qua phần kiếm tiền affiliate nha. Còn làm các bạn nhớ vào cái trang AdSense nè, acj.vn nè, mình đăng ký từ khoản ha. Còn không mình sẽ để đường link này dưới mô tả bài viết này để các bạn đăng ký nha. Rồi, ok, mình sẽ tạm dừng video đây. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.